hè này các nàng tiên Quỳnh sẽ trở lại với các tập mới nhất của phần 7 phim hoạt hình Công chúa Phép Thuật. Cuộc phiêu lưu của họ sẽ trải qua những thử thách gì và các nàng tiên xinh đẹp sẽ trông như thế nào với sức mạnh bất chợt Flix? Thật mong đợi quá. Nhớ đón xem trên kênh CTV vào lúc 18 giờ từ ngày 23 tháng 5 nhé. Đừng quên chọn ngay cho mình búp bê nàng tiên mùa hè để đón hè xanh điệu với tóc nối ngũ sắc. Giá cực hấp dẫn nay chỉ còn 237.500 đồng. Còn nàng tiên Sirenic biến hình với đôi cánh tặng kèm cho bé giảm đến 40%. Sản phẩm có bán tại các cửa hàng My Kingdom trên toàn quốc.